tình hình dịch COVID-19 bên ngoài diễn biến nhanh và xấu hơn, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 nhận định cần ngăn chặn bệnh và dứt khoát dịch hơn. Những môn học đầu tiên của chương trình dạy học qua truyền hình dành cho học sinh của cấp lớp 12 lên sóng, những phản hồi từ học sinh và phụ huynh. Sàn giao dịch thương mại điện tử góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế hợp tác, mở ra hướng kinh doanh mới, nhất là trong bối cảnh đang diễn ra dịch COVID-19. Kính chào và cảm ơn quý khán giả đã dành sự quan tâm theo dõi chương trình Huế ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Những tin tức chính qua phần điểm tin vừa rồi đã mở đầu cho chương trình sáng nay thứ ba, ngày 17 tháng 3. Sau đây là phần tin tức chi tiết của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, tình hình dịch bệnh COVID-19 bên ngoài diễn biến nhanh và xấu hơn, cần ngăn chặn mạnh và dứt khoát. Đây là nhận định tại cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 diễn ra vào ngày hôm qua. Tại cuộc họp, các thành viên Ban chỉ đạo đã thảo luận, phân tích, đánh giá tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp hiện nay. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và các thành viên cùng nhấn mạnh cần huy động toàn bộ lực lượng để phát huy nhanh nhất các biện pháp chống dịch. Theo đó, phải phân loại toàn bộ đối tượng, đặc biệt quản lý người có nguy cơ lây nhiễm, người già và người có bệnh lý nền. Với tình hình dịch COVID-19 bên ngoài diễn biến thay đổi rất nhanh, các đại biểu cùng đề xuất mỗi xã phải thành lập một tổ chỉ đạo chống dịch có đủ lực lượng nòng cốt như công an, y tế và nhân viên bưu điện. Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo quốc gia cũng đã có văn bản gửi các bộ công an, quốc phòng, ngoại giao, giao thông vận tải sẽ tổ chức lấy mẫu xét nghiệm 100% người nhập cảnh từ vùng dịch và tổ chức cách ly nhằm tránh việc ùn tắc trong quá trình thực hiện tại các cửa khẩu. Tập trung triển khai hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, thực hiện đeo khẩu trang toàn dân, ra soát lại các đối tượng bị ảnh hưởng của dịch bệnh là những chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phan Ngọc Thọ tại cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh vào ngày hôm qua. Báo cáo của các thành viên Ban chỉ đạo, tính đến thời điểm sáng ngày 16 tháng 3, tỉnh Thừa Thiên Huế đã lấy mẫu xét nghiệm 55 trường hợp, kết quả có 2 trường hợp dương tính, 53 người âm tính. Tất cả bệnh nhân và các đối tượng cách ly được theo dõi sức khỏe thường xuyên, hiện tại sức khỏe ổn định. Bên cạnh theo dõi sức khỏe của các bệnh nhân cũng như người bị cách ly, các sở ngành cũng như các địa phương tiếp tục ra soát, điều tra dịch tễ, cập nhật danh sách người tiếp xúc với người có tiếp xúc gần với bệnh nhân M2 và người có các yếu tố nguy cơ từ các địa phương khác đến địa bàn tỉnh. Toàn tỉnh có 3 cơ sở cách ly tập trung, ngành y tế đang ra soát thêm cơ sở vật chất ở các địa phương để có thể chủ động với phương án cách ly diện rộng. Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Phan Ngọc Thọ đề nghị các địa phương ra soát lại hộ nghèo, hộ cận nghèo bởi đây là đối tượng dễ bị ảnh hưởng nhất do dịch COVID-19. Sau khi ra soát xong, trong vòng 10 ngày phải có chính sách hỗ trợ cụ thể cho những đối tượng này, đồng thời lường trước số lượng khả năng thất nghiệp trên địa bàn tỉnh, số lượng lao động từ các tỉnh thành phía Nam về cũng như ở nước ngoài trở về để có giải pháp quản lý. Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh nhấn mạnh, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, ngành y tế cần phối hợp với các ban ngành liên quan ra soát lại các cơ sở cách ly, có phương án cách ly diện rộng. Các địa phương cần ra soát cơ sở vật chất, chủ động sử dụng làm nơi cách ly khi cần thiết, sẵn sàng xét nghiệm các đối tượng cần xét nghiệm. Bệnh viện Trung ương Huế cần đảm bảo đủ bộ kit xét nghiệm để đảm bảo điều kiện xét nghiệm diện rộng. Để thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc toàn dân đeo khẩu trang tại các nơi công cộng, Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Phan Ngọc Thọ yêu cầu các cơ quan, mặt trận, đoàn thể cần tăng cường công tác tuyên truyền, ngành y tế, công thương tìm đầu mối khẩu trang để cung ứng. Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 vừa ban hành công văn về việc tổ chức cách ly người nhập cảnh phòng chống dịch. Để tổ chức cách ly y tế hiệu quả đối với người nhập cảnh từ vùng có dịch, Ban chỉ đạo đề nghị các bộ có liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố triển khai các nội dung liên quan đến việc tổ chức cách ly phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải phải thông báo kịp thời số lượng chuyến bay, số lượng và thông tin hành khách, thời gian dự kiến hạ cánh, địa điểm hạ cánh các chuyến bay về từ các quốc gia vùng lãnh thổ có dịch COVID-19 cho các bộ có liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố để thực hiện việc tiếp nhận và tổ chức cách ly theo quy định. Yêu cầu các hãng hàng không thông báo tới hành khách về việc tuân thủ các quy định về phòng chống dịch bệnh từ các cơ quan chức năng của Việt Nam. Bộ Quốc phòng tổ chức khu cách ly và bố trí phương tiện vận chuyển để đón toàn bộ người nhập cảnh về từ hoặc từng đi qua cả quốc gia vùng lãnh thổ có dịch COVID-19 trong vòng 14 ngày về khu vực cách ly tập trung, chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết tại khu vực cách ly theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Bộ Công an nghiên cứu phương án để rút ngắn thời gian làm thủ tục nhập cảnh hoặc hoàn thiện thủ tục nhập cảnh sau để tránh tình trạng quá tải tập trung đông người tại sân bay. Bộ Y tế và Bộ Ngoại giao theo dõi diễn biến tình hình dịch trên thế giới để báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định tiếp tục cập nhật danh sách quốc gia vùng lãnh thổ có dịch COVID-19. Ban chỉ đạo đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thực hiện tiếp nhận theo dõi, giám sát, tổ chức cách ly y tế và chỉ đạo lấy mẫu xét nghiệm tất cả các trường hợp về từ quốc gia vùng lãnh thổ có dịch COVID-19.
Trường hợp kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 được chuyển ngay đến cả cơ sở y tế để được cách ly điều trị kịp thời. Trường hợp kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 cách ly tập trung đến khi đủ 14 ngày. Các địa phương bố trí địa điểm với đầy đủ điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực, phương tiện để sẵn sàng tiếp nhận các trường hợp cách ly. Trong trường hợp cả khu cách ly của quân đội bị quá tải. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố về việc sử dụng cơ sở lưu trú du lịch vào việc cách ly phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trước đó, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã có công văn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ra soát lựa chọn và gửi danh sách các cơ sở lưu trú du lịch phục vụ việc cách ly phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo hình thức có trả phí về bộ trước ngày 7 tháng 3. Tuy nhiên đến nay, Bộ mới nhận được danh sách sơ bộ của 18 trên 25 tỉnh, thành phố. Bộ đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố hoàn thiện danh sách các cơ sở lưu trú du lịch phục vụ việc cách ly, khẩn trương gửi về Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch qua Tổng cục Du lịch trước ngày 17 tháng 3 năm 2020 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Chuyển sang những thông tin khác, thưa quý vị, ngày hôm qua, những môn học đầu tiên của chương trình dạy học qua truyền hình do Sở Giáo dục và Đào tạo phù hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thực hiện đã được lên sóng. Là chương trình học bắt buộc nên các em học sinh lớp 12 tham gia học tập đầy đủ và rất chăm chú theo dõi bài giảng. Sau đây là ghi nhận của phóng viên về những phản hồi của học sinh và phụ huynh đối với hình thức học tập này. Nguyễn Trần Như Ý là học sinh lớp 12 của trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ. Dự định thi khối D nên môn ngữ văn được ý theo dõi rất sát. Phần giảng của giáo viên không thể nào bằng được việc đến lớp học, nhưng học qua TV với bài giảng có lồng ghép nhiều ảnh, video minh họa cùng là một giải pháp được ý đánh giá cao vì sẽ giúp mình hệ thống lại bài học một cách khoa học hơn. Em thấy việc học trực tuyến như vậy là rất là bổ ích, giúp em là nhớ được bài mà không quên bài ở trên lớp, không tốn thời gian bù lại. Kể từ khi dịch bệnh bùng phát đến nay, học sinh trên địa bàn tỉnh đã nghỉ một thời gian khá dài. Đối với những học sinh lớp 12, thì việc nghỉ học ảnh hưởng rất lớn đến các kỳ thi quan trọng sắp đến. Do đó, việc dạy học qua truyền hình là một phương pháp không những được học sinh mà các bậc phụ huynh rất đồng tình. Họ cảm thấy yên tâm hơn khi việc học của con mình được quan tâm. Tình hình chung của thế giới dịch bệnh như thế này thì trong thời gian này các thầy cô dạy qua truyền hình trực tuyến như thế thầy cháu học hành như là cũng tốt, cuối cấp của cháu thì cũng chăm chỉ vô cái chuyện học hành trực tuyến của cuối cấp cho cháu. Mình thấy chương trình tốt hay. Nếu như là thế chị cũng thấy an tâm hơn và thấy cũng để lo về cho giống thêm con em học hành để cho thi cử để cho được rồi đó. Cho chị yên tâm hơn. Vì học qua truyền hình nên việc tương tác giữa giáo viên và học sinh không có. Đây cũng là điểm mà các em học sinh cảm thấy thiếu khi học các tiết học qua TV. Ngoài ra, các em cũng đóng góp một số ý kiến về tiết tấu giảng, thời gian giảng bài. Thời gian hơi ngắn so với em. Thời lượng thì hơi ngắn so với tiết lớp. Cũng hơi kiểu hơi chọn chút. Theo em nghĩ thì cái hạn chế lớn nhất đó là việc tương tác của giữa giáo viên và học sinh. Vì chỉ mình chỉ tương tác được một chiều và không có thể phản bác hay là hỏi bất cứ một điều gì đối với giáo viên. Nên em nghĩ đây là hạn chế lớn nhất. Đến thời điểm hiện tại, tỉnh Thừa Thiên Huế đã có quyết định cho học sinh cả cấp nghỉ đến hết tháng 3. Do đó, chương trình dạy học qua truyền hình với tính chất bắt buộc chắc chắn sẽ còn đồng hành với học sinh trong một thời gian, đặc biệt là học sinh cuối cấp. Trong thời gian tới, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp nhận những ý kiến phản hồi từ học sinh để điều chỉnh các tiết dạy phù hợp hơn, đảm bảo cung cấp kiến thức đầy đủ cho các em. Các tiết học đều đăng lên sóng TRT từ 8 giờ sáng từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Các tiết học sẽ được lưu lại trên trang web của Sở Giáo dục và Đào tạo, Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế để các em có thể xem lại khi cần. Trong ngày đầu tiên phát sóng chương trình dạy học qua truyền hình, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã có chuyến khảo sát tại một số địa điểm để nắm tâm tư, nguyện vọng, đề xuất của các em học sinh đối với chương trình học mới này. Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo đã khảo sát thực tế tại huyện Phú Lộc. Do đã được nhà trường thông báo trước nên hầu hết các học sinh của cấp đều nắm được thời khóa biểu, thời gian phát sóng của chương trình. Đối với những học sinh nhà không có điều kiện thì các em cũng đã chủ động đến phòng tin học của nhà trường để đón xem qua hệ thống TRT online. Ở các trường trung học phổ thông, các thầy cô cũng đã có mặt để xem chương trình, đồng thời trao đổi, giải đáp những thắc mắc của học sinh liên quan đến bài học. Vì là chương trình mới, phát sóng buổi đầu tiên nên nhiều em chưa quen với cách học.
lãnh đạo sở đã ghi nhận những ý kiến đóng góp của học sinh cũng như giáo viên để có điều chỉnh phù hợp. Chúng tôi cũng đã hướng dẫn cho các em học sinh và sau cái lần đi thị sát này về thì chúng tôi có cái hướng dẫn chung của toàn ngành, đó là các em trước khi các em bước vào học chương trình của mình thì các em phải xem trước bài mới, nghiên cứu trước bài, rồi đến giờ vào học thì các em theo dõi thầy cô giáo, sau đó thì các em sẽ học lại lần thứ hai và các lần khác ở trên các cái phần lưu trữ lại ở trên truyền hình, thì lúc đó thì công việc nó sẽ thuận lợi hơn rất là nhiều. Chương trình dạy học qua truyền hình sẽ được phát sóng liên tục từ thứ hai đến thứ sáu. Đồng thời, tất cả đều được lưu lại trên trang web của sở và của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế để các em học sinh cập nhật và ôn lại kiến thức. Tiếp tục chương trình với những thông tin đáng chú ý khác. Trong bối cảnh các doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh gặp không ít khó khăn bởi dịch COVID-19, Bộ Tài chính đã dự thảo nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho doanh nghiệp, cá nhân và hộ kinh doanh bị ảnh hưởng. Thời gian gia hạn là 5 tháng, được xem là cứu cánh cho các doanh nghiệp có thêm sức đề kháng để duy trì sản xuất kinh doanh. Dịch bệnh kéo dài đã khiến cho nhu cầu thị trường sụt giảm, dòng tiền của các doanh nghiệp bị tác động không nhỏ. Việc lùi thời hạn nộp thuế với gói tài trợ tài khoá 30.000 tỷ đồng được xem là cứu cánh và tăng sức đề kháng cho doanh nghiệp. Theo dự thảo, nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế, doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh và hộ gia đình không phải kê khai thiệt hại gì mà chỉ cần đối chiếu xem có ngành kinh doanh thuộc đối tượng được giao hàng hay không. Còn doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, dù mức thiệt hại ít hay nhiều, không phân biệt ngành nghề thì đều được gia hạn tiền thuế. Để được gia hạn, doanh nghiệp chỉ cần nộp giấy đề nghị đến cơ quan thuế trực thuộc mà không cần kèm theo giấy tờ chứng minh thiệt hại. Thưa quý vị, thông qua sàn giao dịch thương mại điện tử kinh tế hợp tác, thì các hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp có thể tiến hành bán hàng hoặc cung ứng dịch vụ với nhau. Nói cách khác, đây là nơi diễn ra các hoạt động mua bán hàng hóa của các tổ chức cá nhân khác nhau trên cùng một website. Tại Thừa Thiên Huế đã đưa vào vận hành sàn giao dịch này, mở ra hướng kinh doanh mới, như là trong bối cảnh đang diễn ra dịch COVID-19. Về hoạt động của sàn giao dịch này sẽ mang lại những tiện ích gì, mời quý vị cùng tìm hiểu qua phóng sự sau đây. Việc hợp tác xã công nghệ thông tin Huế, Huế Tech Corp đưa vào hoạt động sàn giao dịch thương mại điện tử kinh tế hợp tác có ý nghĩa, vai trò quan trọng trong hỗ trợ cho các hợp tác xã, tổ hợp tác, các cơ sở sản xuất kinh doanh và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giới thiệu quảng bá xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm một cách bền vững, có hiệu quả, phù hợp với xu thế trong thời đại công nghệ 4.0. Đây cũng là hướng kinh doanh mới nhằm góp phần hạn chế lây lan trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 có nhiều diễn biến phức tạp. Để quản lý và đưa sàn kinh tế hợp tác và hoạt động có hiệu quả, Hợp tác xã Công nghệ Thông tin Huế đã vận hành và thực hiện các dịch vụ hỗ trợ cho các hợp tác xã và các tổ chức kinh tế trong việc đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm một cách hiệu quả, đồng thời giúp người dân tiếp cận với hình thức mua sắm văn minh hiện đại và đầy tiện ích. Chúng tôi đã tích hợp thành công với VNPT, hỗ trợ được 39 ngân hàng trong nước và quốc tế. Và một cái đặc điểm của cái sàn kinh tế này mà cả sàn khác không có, đó chính là cái tinh thần hợp tác. Có nghĩa khi một đối tác cần cung cấp một dữ liệu, một cái số lượng hàng, đơn hàng lớn, thì bản thân mỗi hợp tác xã, mỗi đơn vị là không có khả năng cung cấp, cung ứng, thì sàn sẽ giúp hỗ trợ cho cái đối tác đó biết được tất cả những thông tin, những cái sản phẩm liên quan của nhà cung cấp liên quan và hợp tác lại để tạo ra một cái gọi là một hợp đồng lớn. Đến nay, Hợp tác xã Công nghệ Thông tin Huế đã có trên 300 thành viên là hợp tác xã, với trên 30 sản phẩm đã triển khai trên toàn quốc và thế giới. Thông qua sàn giao dịch thương mại điện tử kinh tế hợp tác, các hợp tác xã, hộ sản xuất, doanh nghiệp cũng như các tổ chức kinh tế có thể dễ dàng quảng bá thông tin và tiếp thị sản phẩm hàng hóa của mình đến với khách hàng khắp nơi trên thế giới với chi phí thấp. Ngược lại, đối với người tiêu dùng, sàn kinh tế hợp tác sẽ mở rộng khả năng lựa chọn hàng hóa, dịch vụ người cung cấp, giúp khách hàng không còn giới hạn về địa lý hay thời gian làm việc. Họ có thể mua hàng mọi lúc, mọi nơi, có quyền lựa chọn nhà cung cấp giữa các vùng miền khác nhau. Cái sàn kinh tế hợp tác này nó là được cái tính từ những cái gọi là tính hóa nhất của các sàn ở trên thế giới hiện tại như Alibaba, Baidu, Shopee, thì chúng tôi đã nghiên cứu, tìm hiểu và chắc lọc những cái gì tinh túy nhất và phù hợp với cái hoàn cảnh của tỉnh nhà. Thì một cái bước đột phá đấy là tính dễ sử dụng và tích hợp thanh toán điện tử. Thì nó là sàn thương mại điện tử, thì các bạn bất kỳ ở đâu trên thế giới có thể là đặt hàng, mua hàng và nhận hàng tại nhà. Thông qua sàn kinh tế hợp tác thì sẽ tạo cái điều kiện để thúc đẩy sản xuất theo chuỗi giá trị mang tính bền vững, từ sản xuất
cho đến chế biến, cho đến xây dựng nhãn mác thương hiệu, truy xuất nguồn gốc, đồng thời thông tin về sản phẩm cũng như nhà cung cấp rõ ràng, yên tâm cho khách hàng trong quá trình tiếp cận với được sản phẩm tốt, đảm bảo chất lượng an toàn. Và đặc biệt đối với xã hội thì đây là cũng là một hình thức mua bán văn minh hiện đại đầy tiện ích trong thời kỳ công nghệ 4.0. Bước đầu mới hình thành thì chúng tôi thấy rằng nhiều hợp tác xã có sản phẩm trên địa bàn của tỉnh Thừa Thiên Huế hết sức là vui mừng và tích cực tham gia vào hoạt động của xã. Cuộc sống số hóa đã để nhịp sống nhanh hơn, khách hàng ngày càng đòi hỏi mọi thứ phải nhanh hơn, từ thông tin sản phẩm, việc mua hàng, thanh toán và cả chính sách hậu bán hàng. Đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang có nhiều diễn biến khó lường, thì hoạt động của sàn giao dịch thương mại điện tử Kinh tế Hợp tác càng có ý nghĩa hơn trong việc phòng chống và hạn chế lây lan dịch bệnh. Thưa quý vị, tự ý cơi nới thành thùng xe để chở hàng hóa vượt mức cho phép, chở quá chiều cao, quá tải trọng để đất đá rơi vãi xuống đường là các lỗi vi phạm mà các loại xe tải ben thường mắc phải. Để góp phần ngăn chặn thực trạng này, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh đã tăng cường triển khai đồng bộ các biện pháp xử lý các xe ben vi phạm luật giao thông trên địa bàn tỉnh. Có mặt trên tuyến quốc lộ 1A đoạn từ đường Tránh Huế thuộc thị xã Hương Trà đến địa phận xã Phong An, huyện Phong Điền, khu vực có nhiều mỏ đất đá đang khai thác phục vụ nhu cầu xây dựng của nhiều địa phương trên toàn tỉnh. Có thể dễ dàng nhận thấy các loại xe tải ben với đủ kích cỡ, tải trọng hoạt động liên tục. Từng đoàn xe nối tiếp nhau chủ yếu chở các loại đất đá phục vụ nhu cầu sàn lấp mặt bằng xây dựng. Theo quan sát, nhiều xe ben chở đất đá cao quá thành xe, bạt che phủ sơ sài khiến đất đá rất dễ rơi phải ra đường, gây ô nhiễm môi trường, nhất là nguy hiểm cho các phương tiện và người cùng tham gia giao thông. Đặc biệt, để có thể chở nhiều hơn mức cho phép, rất nhiều xe tải ben đã tự ý cơi nới thêm thành xe, khiến phương tiện vượt xa mức tải trọng theo quy định. Chỉ trong một buổi tiến hành kiểm tra, lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện xử lý hơn 10 trường hợp vi phạm với nhiều lỗi như chở hàng rơi vãi, vượt quá chiều cao, lắp thùng xe có kích thước không đúng quy định, chuyển hướng, chuyển ngang không có tín hiệu báo trước, không có giấy phép lái xe. Có vi phạm chở quá chiều cao ạ. Dạ, do cái trước vận chuyển là thấp quá nên bọn em phải bông như vậy để mà điều tiên để bù đóng ngân hàng luôn. Dạ, là do cái trước bữa vận chuyển bữa nay nó thấp quá, xe cô đóng quá nên phải tài như vậy để bù lại, để hao mòn về cái để ta tiếp đóng ngân hàng rồi cho nhà xe. Chuẩn bị bước vào mùa xây dựng, tình trạng xe tải chở quá khổ, quá tải, rơi vãi vật liệu ra đường, vi phạm về môi trường trên địa bàn thị xã Hương Thủy ngày càng gia tăng. Nhiều xe chở đất đá che chắn sơ sài, không đảm bảo để vật liệu rơi xuống mặt đường, phát sinh bụi bẩn, gây ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt của người dân. Cùng với lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh, công an thị xã Hương Thủy cũng tập trung tuyên truyền và xử lý nghiêm xe tải ben cố tình vi phạm luật giao thông. Để chứng chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm mà về phòng luật giao thông đường bộ đối với các ô tô tải và ô tô tải ben, thì trong thời gian đến thì công an thị xã Hương Thủy sẽ có kế hoạch phối hợp các đơn vị mở đợt cao điểm xử lý xe tải ben vi phạm về phòng luật giao thông đường bộ, tập trung là xử lý đối với các lỗi là chở hàng quá khổ, quá tải, chở hàng rơi vãi. Để ngăn chặn xử lý tình trạng xe ben vi phạm luật giao thông đường bộ, lực lượng cảnh sát giao thông đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp thiết thực. Phòng cảnh sát giao thông đã mời 50 doanh nghiệp, đơn vị hoạt động kinh doanh vận tải, trong đó phần lớn là kinh doanh vận tải bằng xe ben, đến dự hội nghị tuyên truyền về luật giao thông đường bộ và ký cam kết. Các chủ doanh nghiệp và hơn 500 tài xế đã cùng ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát giao thông trực tiếp làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý đối với xe tải ben hoạt động trên toàn tuyến. Được biết, từ đầu năm 2020 đến nay, thực hiện kế hoạch tăng cường kiểm tra, xử lý đối với xe tải ben, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã phát hiện xử lý trên 200 trường hợp vi phạm. Trong thời gian qua thì đội tuần tra kiểm soát số 1 đã triển khai các đồng bộ các giải pháp từ vận động tuyên truyền doanh nghiệp, hộ cá thể kinh doanh vận tải xe ben, xe kéo tràm, giấm gỗ, chở giấm gỗ. Thì đội tuần tra kiểm soát số 1 đã vận động tuyên truyền cũng xử lý nghiêm các hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ. Cái thực trạng các xe tải ben thì thường trên địa bàn thì thường qua thời gian vừa qua thì nổi lên là xe tải ben, xe giấm gỗ vì chở quá chiều cao và cơi nới thêm thành thùng xe, thì xác định cái các hành vi vi phạm đó thì đội
tuần tra kiểm soát số 1 cũng đã tập trung trọng tâm xử lý các cái xe tải ben cố tình vi phạm cơi nới thùng thành thùng xe chở quá khổ quá tải và để đất đá rơi vãi xuống đường giao thông. Xe tải ben thường được mệnh danh là hung thần trên đường bởi sự nguy hiểm xuất phát từ những lỗi vi phạm gây ra. Để xe ben không còn là nỗi ám ảnh về trật tự an toàn giao thông, ý thức tự giác chấp hành pháp luật của chủ xe và người điều khiển luôn đóng vai trò quan trọng mang tính quyết định. Thông tin thời tiết ngày hôm nay cũng sẽ khép lại chương trình sáng nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Ngày hôm nay, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu, nên thời tiết Thừa Thiên Huế mới thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ dao động từ mức 22 đến 32 độ, độ ẩm từ 82 đến 85%. Thời tiết biển không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc cấp 4, cấp 5, sóng biển cao từ 0,5 đến 1,5 m.